bà Năm có 3,5 công dừa xiêm đỏ. Nhờ tham gia chuỗi liên kết mà vườn dừa vẫn phát triển tốt qua đợt hạn mặn. Chăm sóc đúng kỹ thuật nên dừa không bị treo buồng, teo trái. Hiện tại cây trồng này đều đặn mang về cho gia đình bà mỗi tháng khoảng 6 triệu đồng. Cái giống đầu tư thì ít lắm, bởi vì cái giống nhà mình đem mình trồng á, thành ra nó không có là bao nhiêu hết á. Mình chỉ gia công á là tưới nước, rải phân, rồi xịt tinh đỏ thôi cho nó đừng bị sâu vậy thôi. Tham gia chuỗi liên kết, người trồng dừa được bao tiêu đầu ra với mức giá 50.000 đồng một chục 12 trái. Đó là mức giá đáy. Nếu giá thị trường tăng cao thì người dân được thu mua theo thực tế. Dừa uống nước Bến Tre chủ yếu là dừa xiêm xanh và xiêm đỏ. Các giống dừa này phát triển tốt ở các khu vực ven biển, chất lượng nước và năng suất không kém so với các khu vực khác. Thuận lợi để mở rộng vùng nguyên liệu. Dừa xiêm cho trái sai hơn dừa công nghiệp, trung bình là 12 trái một buồng và mỗi năm có thể thu hoạch đến 14 lần. Với giá bao tiêu 50.000 đồng một chục thì mỗi cây dừa có thể cho thu nhập đến 700.000 đồng một năm, trong khi vốn đầu tư chỉ khoảng 100.000 đồng. Hạn nắng nó cho lên chừng 80 hoặc 100 mà đặng 81 cũng có. Đó, còn cái tháng mưa thì giá bao tiêu 50 tới lên thì bà con hài lòng dữ lắm. Bán cho công ty là khỏi lo chuyện gì hết. Còn bán cho người dân ở ngoài thì tháng nắng thì đốt cho mình, tháng mưa người ta bỏ người ta không có đốt. Bến Tre hiện có hơn 15.000 hectare dừa uống nước, chiếm khoảng 20% diện tích dừa toàn tỉnh. Hiện tại có 7 doanh nghiệp thực hiện liên kết sản xuất với nông dân, tổng diện tích gần 11.000 hectare. Đối với cái điều kiện về kinh tế thì cái giá trị thì nó so với cái dừa khác, dừa lấy dầu thì nó cao hơn. Nên cái nguồn thu nhập cũng ổn định, tạo thành một cái vùng nguyên liệu. Thì đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi cũng như là cái xuất khẩu nó bền vững hơn. Sản lượng dừa uống nước của Bến Tre đạt hơn 200 triệu trái một năm. Vào giai đoạn cao điểm, số lượng này không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.